toàn thể các bác, các anh em yêu thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em xin giới thiệu đến các anh em và mọi người, đó là chiếc Vanco K6 Club, hay người ta gọi là chiếc Vanco K6 cộng của hãng SMX. Đây là một trong những Vanco của dòng 2 chip vang nhạc. Đấy, cho âm thanh ra rất là hay, ngọt ngào. Đồng thời khả năng cắt rú rít của nó rất là tuyệt vời các bạn. Khả năng cắt rú rít rất là cao các bạn nhé. Đây là thì để kể đến một số dòng Vanco có khả năng 2 chip vang nhạc và chất âm nó ra rất là hay, thì em kể số một số cái dòng đang nổi bật trên thị trường, đó là chiếc Vanco DBX DSP 3000, Vanco B3, Vanco JBL K6, chiếc Vanco K6 Pro, chiếc Vanco K6 Plus. Đây là một cái trò trong Vanco rất là hay các bác nhé. Đấy, thì giao diện của nó là mặt nhôm phay màu đen, các thông số hiển thị điều khiển và các chữ nổi bật trên nền vàng các bác nhé. Đây là cái giao diện phía trước của chiếc Vanco và đây là giao diện phía sau. Đây là giao diện phía sau thì em xin giới thiệu qua. Thì đối với dòng vang này thì nó sẽ có ba mic ở phía trước, mic 1, mic 2, mic 3, đồng thời có 3 nút điều khiển mic các bác ơi, điều khiển lên xuống của 3 mic. Và tiếp theo là còn 2 mic 4, mic 5, 2 mic để phía sau. Và chiếc Vanco này hiện tại em đang cắm vào cái con mic Suo UX825A này bằng cổng phía sau các bác nhé. Bên này đó là hai cái mic tổng điều khiển mic vôn, tức là điều khiển âm lượng, tổng âm lượng của vang, hai cái mic này là tức là điều khiển tổng âm lượng của 5 mic. Còn Music Vone này là điều khiển âm lượng nhạc của toàn bộ cái âm nhạc khi đi qua cái Vanco các anh em. Thì đây có 3 vùng, nó có gồm 3 vùng điều khiển. Các anh nhìn thấy có Echo này, Mic Tone này và Music Tone. Cái Echo này thì nó gồm có Delay này, Repeat, Bass, Mid, Check, Echo Level. Cái Delay này tức là Delay và Repeat này tức là cái khả năng điều khiển Echo, các bác dùng cái tôi viết hai cạnh như này, các bác vào đây điều khiển khi nào cái âm thanh nó mềm mại và nó nhẹ nhàng nhất thì nó chủ yếu nó tập trung delay, repeat và cái nút Echo Level này. Echo Level tức là cường độ âm thanh của cái vang nhạc. Ba nút này là bass, mid và check của Echo. Bên này là mic tone, tức là gồm có 3 phần, đó là bass, tức là bass, mid và check của mic. Còn đây 3 phần gồm có là bass, mid, check của nhạc, music tức là nhạc các bạn. Và cái nút này nút balancer, tức là nút cân bằng giữa hai loa các bạn nhé. Đấy, về điều khiển là phía trước nó như vậy. Còn phía sau đây thì nó rất đơn giản, đây là cổng cắm dòng điện 220V, dòng điện 220V, đây là nút nguồn các bạn. Đây là cái phần này là phần điều khiển về sub này, có sub cắt này, sub vôn này, frequency tức là cái tần số của sub. Đây cổng sub ra đây các nhá. Đây là cổng center, đây là cái nút điều khiển chống hú, đây là lắp ra loa center và đây là hai cái đường ra của âm nhạc, đây là hai đường vào của âm nhạc các nhá. Sau đó còn có điều khiển nút này, nút music tổng và nút mic tổng, cơ bản là chúng ta nói thế. Thì với cái dòng Vanco này thì âm nhạc của nó rất là hay rồi, không cần, gần như không có lọc nó cũng đã hay quá các bác nghe xem, không cần lọc, không cần nâng tiếng, chất âm của nó rất là hay. Đặc biệt là cái giọng ca của nó rất là nhẹ nhàng. Và đây là cái cấu tạo bên trong của nó ơi, đây là cấu tạo bên trong này. Đặc điểm nổi bật đó là hai chip vang nhạc được thiết kế cạnh nhau các bác nhé, hai chip vang nhạc được thiết kế cạnh nhau. Và đây là cái mảng, cái này là cái men chống hú, đã là vang chống hú thì phải có men chống hú thôi nhá. Đã là vang chống hú là phải có men chống hú. Và đây là chiếc men, chiếc men chống hú nó có chữ FBX theo tiếng Anh, nó là viết tắt của từ feedback, tức là khả năng cắt rú rít. Và cái này nó cắt rú rít rất là tốt các bạn. Cái con này sử dụng nguồn xung thì có thể cho dòng điện biến đổi từ 110 đến 250V đều sử dụng được. Đấy, thì về đây cấu tạo của nó là các bác nhìn IC nó rất là đầy đặn này.
Và bây giờ em sẽ thử mic cho con xem. Em sẽ bật nhạc nhỏ xuống. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Nó rất là bay các bác. Và đây thì cái vòng điều chỉnh đây các bác điều chỉnh delay ở đây. Ví dụ như các bác vặn nhỏ hết xuống các kia. Delay và repeat các bác cho trở về hết. Thì khi đó tiếng mic của nó sẽ alo, nó rất là khô quá. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bác phải điều chỉnh lên thì tiếng mic của nó sẽ mềm mại hơn rất nhiều. Đấy, thì các bác chủ yếu điều chỉnh cho chị em. Nó tối quá. Bên này là nút điều khiển echo lever các bác nhé, tức là cái cường độ của echo. Thì em sẽ thử lại mic này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo. Điều khiển lại một chút nữa các bác ơi. Đấy, ta tăng lên một chút là được. Alo, 1, đấy, tiếng mic nó rất là mềm mại các bác nhé. Nghe nó rất là mềm mại và rất là bay. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo. Xin mến chào toàn thể các bác, các anh em yêu ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em xin giới thiệu chiếc Vanger K6 và Loop. Đây là một chiếc Vanger chống rú rít cực kỳ tốt và chất âm hay, rất là ngọt ngào. Hiện tại sản phẩm này bên Hiếu Minh đã bảo hành 1 năm 12 tháng 365 ngày và tặng đầy đủ dây dắt cho các bác. Các bác có vấn gì về cần giải đáp thì xin liên hệ số điện thoại 0919182233. Vâng, thưa các bác, tiếng mic rất là bay. Thì các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ lên số điện thoại cửa hàng của Hiếu Minh Audio ở Hà Đông, Hà Nội. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip sau ạ.